Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ê, cái con chuột kia, đứng lại cho ta, nhanh lên, con chuột đáng ghét kia, đứng lại. Leo 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 leo, nghĩ sao vậy con mèo ngu ngốc kia, còn leo bắt được ta. Ta năn nỉ ngươi luôn á, ta mà không bắt được ngươi là bà chủ đuổi ta ra khỏi nhà, làm ơn đứng lại cho ta bắt ngươi một lần thôi. Con kêu xài hoài, đuổi hoài, leo 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 leo, được đứng không? Lại, đứng lại, trời, sao mà nó chạy nhanh quá vậy ta. Trời ơi. Trời ơi là trời, thân phận của mình là một con mèo mà lại bị một con chuột chửi là ngu ngốc mà nó còn chạy nhanh hơn mình nữa bạn ơi. Tôi khổ quá bà, kiểu này thế nào tôi cũng bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà cho mà coi. Trời ơi tôi khổ quá mà. Ủa? Cái gì kia? Oh my god. Ở đâu xuất hiện một bạn mèo màu tím nhìn đáng yêu quá vậy ta? Trời, mọi người ơi, có khi nào bà chủ của mình mới vừa nhận nuôi một bạn mèo mới không ta? Mà sao mà bạn mèo này nhìn dễ thương quá à? Trời ơi, chết rồi, mình cảm giác tim của mình bây giờ nó đang đập hình thịch luôn bạn ơi. Kiểu này là chết tôi rồi. Trời ơi, tôi hồi hộp quá. Chắc là mình phải lại mình nói chuyện thôi, tại nhà mình nay có bạn mới mà. Trời ơi, nhưng mà bạn này nhìn xinh quá bạn ơi. Ok, để mình lại mình nói chuyện thử coi. Hello, what's your name? My name Y Phong Cận. What's your name? Chào bạn nha. Ủa, bạn biết nói tiếng Việt hả? Trời ơi, từ nãy giờ tôi nhìn bạn, tôi tưởng là bạn là mèo nước ngoài không à. Trời. Ủa, mà tự nhiên ở đâu một cơn gió nào đã cuốn một bạn mèo xinh đẹp như bạn vào nhà của tôi vậy? Ủa, bạn là ai vậy? À, mình quên giới thiệu với cậu. Chào cậu nha, tớ là mèo hàng xóm bên cạnh cậu á. Hôm nay là bà chủ gọi là bận á, nên bà chủ gọi là của tôi gửi tôi qua đây để gọi là gì ta chăm nhờ á. Nên có gì mong bạn giúp đỡ nha. À, thì ra là vậy, bạn là mèo của nhà hàng xóm và bà chủ của bạn đi vắng cho nên là gửi bạn qua bên đây á hả? Đúng rồi á. Thì ra là vậy. Trời ơi, bạn dễ thương quá. Ôi trời, nhưng mà bạn ơi, cho mình hỏi cái, bạn tên là gì vậy? Xin lỗi, tớ quên giới thiệu. Tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là mèo Sim Sim. Hả? Mèo Sim Sim hả? Trời ơi, nghe cái tên nó dễ thương gì đâu luôn á bạn ơi, mèo Sim Sim. À, con xin tự giới thiệu với bạn, mình tên là mèo Phong Cận. Mình là con mèo đẹp trai nhất ở trong nhà này và là con cưng ở trong nhà này, bà chủ trong nhà này cưng mình lắm. Thì là chắc chắn bạn là phải người bắt chuột giỏi nhất nên bà chủ mới thương cậu đúng không? Đúng rồi, tôi ở trong nhà tôi bắt chuột giỏi lắm á. Mấy con chuột ở trong nhà này ha, mà nhìn thấy tôi nó sợ, nó chạy cong đuôi luôn á. Tôi nói thiệt. Con mèo này sao dễ sợ luôn á. Rõ ràng từ nãy giờ đuổi mình còn chưa được, còn bị đặt là bắt mèo, à lộn, bắt chuột giỏi chứ. Ủa, tôi mới vừa nghe cái tiếng cái con chuột ở quanh đâu đây vậy ta? Ê, con chuột kia, đừng có mách lẻo nghe chưa? Cút ra chỗ khác cho ta. Thôi bạn ơi, bạn đừng có để ý nha. Lâu lâu ở trong nhà này nó xuất hiện một hai con chuột thôi, một tí nữa mình bắt được nó liền gì, bạn yên tâm đi. Nhưng mà bạn ở nhà này lâu không? Bạn ở đây lâu không? Chắc mình nghĩ mình sẽ ở khoảng cỡ 2-3 ngày á. 2-3 ngày luôn hả? Trời ơi, vậy là sắp tới tôi sẽ được ở chung nhà với một thiên thần trong vòng 2-3 ngày luôn. Trời ơi, mình cảm thấy hồi hộp quá bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ bạn ngồi ở đây đi, bạn đợi mình xíu nha, để mình lấy nước với lại pate cho bạn nha. Mình có hai hũ pate lấy từ nước ngoài về á, ngon lắm, mình sẽ lấy cho bạn ăn nha. Wow, trời ơi, bạn đẹp trai còn tốt bụng nữa, cảm ơn bạn nhiều nha. Cái gì? Bạn mới vừa khen mình đẹp trai á hả? Đúng rồi. Không xỉu. Được hả? Nè, bạn có sao không? Có sao không? Xin lỗi. Trời, không sao. Trời, tại lần đầu tiên được người ta khen đẹp trai cho nên là tôi hơi run xíu. Thôi được rồi, bạn ngồi đó nha, để mình ra mình lấy ba tê với nước cho bạn nha. Ok. Bạn ngồi đó đợi mình tí nha. Trời ơi bạn ơi, hồi hộp quá. Tự nhiên hôm nay ở trong nhà xuất hiện một thiên thần xinh đẹp gì đâu luôn trời. Nhưng mà chết rồi, từ nãy đến giờ á mình có làm cái gì mà cho người ta buồn mình không ta? Ôi, mình phải thể hiện mình là một bạn mèo thật là giỏi giang, thật là đẹp trai mới được. Tại vì mình lỡ thích cái bạn mèo này mất tiêu rồi. Bây giờ sao ta? Làm cách nào để có thể cho bạn mèo đó thích mình ta? Trời ơi, làm cách này đây. Suy nghĩ. Chà, mèo nhà ta hôm nay biết thích đồ ha, biết cà rớt đồ ha, dữ nha. Ủa cái gì vậy? À, cái con chuột kia, từ nãy đến giờ ngươi dám nghe lén chuyện của ta hả? Hả? Ta làm gì có thích ai đâu, trời ơi, ta không thích ai đó, không thích ai đó. Ngươi trời nói gì vậy? Trời ơi, nói chuyện với cái bạn mèo kia, mắt thì mở to, má thì ẩn hồng, không thích thì chứ là cái gì nữa, hả? Ờ,
thì thật ra thì ta cũng thích cái bạn mèo ở trong kia, tại vì bạn mèo nhìn dễ thương quá à, cho nên ta cũng hơi thích. Nhưng mà ta chỉ là một con mèo xấu trí, một con mèo chậm chạp, bắt chuột còn không được thì làm sao có thể được bạn ấy thích lại đây. Tất nhiên ta hiểu mà, ta nhìn ta còn thấy ra đấy, huống gì cần gì người nói đúng không? Nhưng mà không sao, ta sẽ có cách giúp người để bạn mèo kia thích người lại. À, cái gì? Ngươi có cách giúp ta hả? Nè nha, ta nói ngươi nghe nè. Ở trong nhà này á, ngươi lúc nào cũng quậy phá hết trơn à. Mà ngươi bây giờ ngươi lại nói rằng là ngươi có cách giúp ta. Có phải ngươi đang lừa tao không? Lừa làm gì? Hôm nay tự nhiên ta tốt đột xuất vậy đó. Bây giờ ngươi có tin hay không? Ta chắc chắn sẽ giúp ngươi để cho bạn mèo kia si mê ngươi luôn. Chứ không nhận là ngươi thích lại nha. Chị sao không? Mà thấy nghi ngờ quá ta. Thôi mà thôi kệ. Ra thì ta vẫn có một đồng minh là ngươi giúp đỡ cho ta thì cũng được. Nhưng điều kiện nha. Có gì? Một điều kiện nho nhỏ. Điều kiện thôi. Gì nữa? Là sau khi thành công, ngươi phải cho ta 10 miếng phô mát và không được bắt ta nữa. Thôi. Gì? 10 miếng phô mát và không được bắt ngươi nữa hả? Trời ơi, ngươi nghĩ sao vậy? Ta là mèo thì nhiệm vụ ta phải là bắt chuột chứ làm sao không bắt ngươi được. Vậy thôi, đi về. Nè. Thôi được rồi, năn nỉ mà. Thôi được rồi, coi như là ok. Thôi được, ta hứa là ta sẽ không bắt ngươi trong vòng một tuần. Và ta sẽ thưởng cho ngươi 10 miếng phô mát, được chưa? Yeah, có phô mát ăn rồi, hứa nha. Ngoéo tay đây, ngoéo tay. Rồi, ok. Chốt nha. Rồi ok. Nhưng mà phải làm cách nào? Đâu ngươi thử nói cho ta biết đi. Thôi. Cách nào? Cách là như thế này nha. Chuột ơi, ngươi có chắc là cái cách mà ngươi vừa mới chỉ ta là thành công không vậy? Chứ ta thấy là ta hơi run rồi nha. Ta sợ quá. Tất nhiên là 100% rồi. Cái cách này là ta đã gọi là khảo sát 100 con mèo, 101 con mèo đều thành công. Ôi. Một nàng mèo yêu dễ thương như thế này chắc chắn thích một chàng trai biết hát hay. Đó, đi cũng tại vì ta là gái mà ta cũng thích được một chàng trai hát mà đúng không? Ủa? Ủa vậy là con gái là thích con trai hát hay lắm hả? Đúng rồi, vừa hát hay vừa lãng tử, trời ơi, những bé mèo sẽ si mê chàng trai đó. Trời ơi, ta biết mà. Thôi được rồi, vậy thì để ta thử một lần xem sao. Ok. Bạn gì đó ơi. Minh nè, ủa sao vậy Phong cậu? Hôm nay mình có một bài hát muốn dành tặng cho bạn. Cái bài hát này là cái bài hát mà tôi mới vừa học được ở trên TikTok á, cho nên là tôi muốn hát dành tặng cho bạn. Bạn có muốn nghe không? Vậy thì bạn hát cho mình nghe đi. Ok. Bình tĩnh Phong ơi, bình tĩnh. Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao? Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao? Hay không bạn? Bạn hát với tặng mình hả? Đúng rồi, mình hát tặng bạn á, bạn thấy hay không? Cũng hay, cảm ơn bạn nha. Hay hả, trời ơi hay hả. Thôi được, nếu mà hay thì mình xin hát lại thêm một lần nữa. Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao? Cậu hay vậy có được không? Phải làm sao? hay đúng không? Mình phải đi ra ngoài uống miếng nước nha. Thôi bạn đây, mình xíu nha. Ok. Ủa mà sao nghe mình hát cái tự nhiên là chạy luôn rồi ta. Ê, chuột. Ngươi thấy ta hát hay không? Trời ơi, ngươi hát cái gì mà sao nghe nhức cả lỗ tai vậy? Ta nghe đi mà ta còn thấy bánh lỗ tai ta luôn á. Đợi con mèo ngâu. Ủa, sao mà bạn đó khen ta hát hay mà? Trời ơi, người ta khen ngươi tại vì người ta lịch sự thôi. Chứ nghĩ sao vậy, người ta còn chạy đi, người ta khóc kìa. Ta đứng ở đây, ta nghe người ta khóc luôn kìa. Trời ơi, con mèo này khổ ghê luôn. Ủa? À vậy hả? Vậy thì thôi, chắc là ta hát không được rồi. Ngươi có cách nào khác chỉ với ta không? Trời ơi, hát còn không xong tật rồi, để ta xem coi. Thôi, bây giờ đi theo ta, có cách này hay nè. Mệt coi, con mèo này á. Ok, cách gì? Ê, chuột ơi, bây giờ là bạn ấy đang ở trong nhà bếp nè. Bây giờ ta phải làm gì đây chuột? Hả? Trời ơi, chuẩn cứ hạch luôn, biết sao không? Sao? Một bạn mèo chắc chắn sẽ cực kỳ thích ăn pate đúng không? Đó, con gái cực kỳ thích ăn uống luôn. Giống như ta này, uống trà sữa nè, ăn pizza nè, ăn cáp xe nè đúng không? Đó, nếu ngươi thể hiện ngươi là một con mèo biết nấu ăn thì chắc chắn bạn nữ đó sẽ gọi là chích mê chích mệt vì ngươi luôn. Đó, à,
Thì ra là như vậy. Vậy là con gái rất là thích ăn uống đúng không? Ok. Được, được, được. Hay, hay. Nấu một món ăn cực kỳ ngon cho cô nàng ấy đi. Đi đi. Ok, thôi được. Nhanh nhau đi. Từ từ, đợi ta xíu. Bây giờ nấu ăn đúng không? Trời, cái gì chứ đơn giản. Nấu ăn ta làm được. Thôi được rồi. Gì ta? Mấy bạn hãy xem mình đây. Cái bàn trống không không có gì đúng không? Chỉ với một cái búng tay của mình. Úm ba la chắp. Bùm bùm chiêu. Tèn. Đó mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Chỉ với một cái búng tay của Phong Cận đã chuẩn bị được nguyên một bàn đồ ăn to đùng luôn. Mình quá là giỏi. Đây xin giới thiệu với bạn, ở đây nè, mình có chuẩn bị nguyên một con heo quay nè, bánh pizza nè, bánh kem này có hình cô dâu chú rể nè bạn. Đó, ở đây có thêm cả gọi là mấy cái bánh trái cây đồ kiểu nước ngọt, rất là nhiều đồ ăn luôn. Đó, bạn thấy đặc biệt chưa? Đặc sắc chưa? Ok, ở chuột, ngươi thấy đồ ăn ta chuẩn bị như thế nào? Ôi chuột, tôi đứt tôm vậy đó. Ai nè, ta nói ngươi nghe nha, cái này là đồ ăn ta chuẩn bị cho bạn mèo kia chứ không phải là cho ngươi nha. Ngươi nhìn gì vậy? Cái gì đâu? Đồ ăn ngon, nhìn ngon, rất là ngon thơm. Đúng không? Thôi được. Bởi trời đất luôn. Thôi được rồi. Bây giờ ta sẽ dùng hết tất cả sự dũng cảm của ta để ta vô, ta mời bạn mèo ra ngoài đây ăn chung với ta. Ok. Vậy ta chắc chắn thành công rồi, vừa gọi là mèo ơi, kiểu này là thành công chắc rồi. Ok rồi, ngươi đợi ta tí nha. Ok. Mặc đồ thật là đẹp nè. Ok. Đi vô thôi. Mùi đồ ăn thơm dữ người ta. Nhưng mà không được, cái này đồ ăn của con mèo chuẩn bị cho bạn kia mà. Nhưng mà nếu ăn một xíu thì chắc không sao đâu nhỉ. Đúng rồi, ăn một xíu cho mấy. Thì ăn rồi à. Ăn một miếng heo quay nè. Bạn mèo xiêm xiêm ơi, bạn mèo xiêm xiêm. Bạn ơi. Mèo Phong Cận. Bạn ơi, bạn đói bụng rồi hay sao mà tự nhiên vô nhà bếp ngồi làm gì ạ? mình chỉ ngồi đây đợi bà chủ mình thôi. Ủa sao vậy bạn? Mình biết là từ sáng đến giờ bạn chắc cũng đói bụng rồi ha. Mình có chuẩn bị một cái bàn đồ ăn ngon lắm á. Mình muốn mời bạn ra ngoài đó ăn chung với mình được không? Hả? Bạn mời mình ăn sao? Đúng rồi. Nếu như bạn không thích cũng không sao đâu. Mình ăn mình cũng được. Không, mình thích chứ. Bây giờ bạn mời mình chẳng lẽ mình không ra ăn thì cũng hơi mất lịch sự. Nếu bạn mời thì mình xin ăn. Trời ơi, vui quá. Ok, được. Vậy bây giờ bạn ra ngoài kia ăn chúng mình nha. Mình chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm. Đây. Thế á? Vui quá. Nè, đây. Xin giới thiệu bạn nguyên một bàn đồ ăn. Ủa? Mèo Phong Cận, chẳng lẽ bạn nói dối mình hả? Không phải đâu, hồi nãy mình chuẩn bị một bàn đồ ăn, nhiều đồ ăn lắm bạn ơi, nhiều lắm, mình nói thiệt. Trời đất ơi, cái gì đây, có một con chuột, chẳng lẽ bạn định cho mình ăn con chuột này thôi hả? Phong Cận. Không phải đâu bạn, mình tưởng mặt lịch sự lắm, ai ngờ bạn chỉ là một con mèo lừa dối. Bạn ơi, mình đâu có làm gì đâu, bạn ơi. Trời ơi, cái bàn đồ ăn của tôi đâu rồi? Con chuột kia. Con chuột. Làm gì vậy? Trời ơi. Có phải người chính là kẻ đã ăn hết cái bàn đồ ăn này của ta không hả? Ủa, ăn gì đâu ta? Ta chỉ ăn một con heo thôi mà. Ngươi ăn một con heo cái gì đâu mà ngươi ăn hết nguyên cái bàn đồ ăn ta chuẩn bị, giờ còn dĩa không nè, không còn gì hết trơn nè. Trời ơi, con chuột làm. Trời ơi, vì ngươi mà bây giờ bạn mèo kia đã giận ta rồi. Từ nay ta sẽ trở thành con mèo cô đơn nhất trên trái đất này á. Không sao, thua cách này ta bày cách khác, đúng không? Còn một cách và ta chắc chắn cô ấy sẽ thích ngươi. Thiệt không? Thiệt, cái cách này là bao đổ luôn, cái này là do gọi là sơ xuất kỹ thuật thôi nha. Ok, đâu cách gì ngươi nói cho ta nghe coi, nhanh lên. Này, cách là như thế này nè, ngươi có biết rằng để được một bé mèo chú ý, chắc chắn điều đầu tiên phải có được là gì? Đẹp trai, thanh lịch nhất vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đó. Ta đẹp trai nhất ở trong Minecraft thì đó điều đương nhiên rồi. Rồi soi cái gương này đi, mặt ngươi xấu thấy mồ à, nghĩ sao đẹp trai, nhìn nè, bộ đồ rất là xấu nha, không có đẹp gì hết trơn, bộ đồ rất cũ nên chắc chắn người ta sẽ không thích ngươi đâu. Cái bộ đồ này là cái bộ đồ bà chủ mua cho ta từ lúc ở bên Mỹ, ngươi có biết không, ta là mèo Mỹ từ bên Mỹ đem qua đây á nha, không phải là mèo bình thường đâu mà ngươi nói bộ đồ ta xấu hả?
Mỹ gì nhìn phèn gần chết à. Không được thôi là bây giờ chúng ta phải thay đổi, hiểu không? Bây giờ chúng ta phải thay đổi từ đầu đến đuôi, từ đuôi lên đầu cho mới đẹp, hiểu không? Ủa, thay đổi là thay đổi sao? Ta có một bộ đồ, bộ đồ này cực kỳ đặc biệt. Người mặc vào nha, mấy bé mèo đổ như chơi. Thiệt hả, thiệt hả? Đâu đâu, người cho ta xem cái bộ đồ đi. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, đây, chờ ta xíu nha, ta vô ta lấy đồ cho. Một bộ đồ mặc vô là sẽ đẹp trai hả? Trời ơi, nghe thôi là thấy thú vị rồi đó. Ôi, xịn. Và quần nè, áo nè, giày nè, giày tây nè, đó quá trời đất luôn. Nhanh lên mèo. Ơ nhầm, nhanh lên chuột. Đâu đồ đâu. Đây mặc lẽ vô. Mà vô tỏ tình đi. Nhìn có vẻ đẹp quá vậy. Đâu. Để ta mặc vô thôi coi. Trời ơi, cái đôi giày gì đó mà đẹp quá vậy. Wow, không. Giày siêu nhân. Ui, đẹp chưa? Ê, sao ta thấy cái áo nó hơi sai sai sao chuột ơi. Đâu ra áo trái tim thì hiền tình yêu thương 1000 trái tim nè, thấy không? Trái tim nè, lớp vô đó. Ok. Cái mũ nè. Cái bông hoa thể hiện cho gọi là về tình yêu. Còn cái quần này là nó về bông hoa là về tình yêu đó, tình yêu hết á, tình yêu từ đầu cuối á. Ê, nè chuột, ta nói ngươi nghe nè. Sao ta thấy cái bộ đồ này giống bộ đồ của con gái hơn á, chuột ơi. Đâu ra bộ đồ này của con trai, cái này là ta lấy được ở nhà hàng xóm á. Thôi, đẹp lắm. Ok. Được. Rồi, bây giờ vô tỏ tình nha, vô tỏ tình luôn chút. Để luôn ta. Ê, từ mèo. Trời ơi, tỏ tình phải có một cành bông tặng cho nàng đây. Đâu. Tới tỏ tình nha, tỏ tình thành công nha mèo. Chắc chắn là thành công. Ok. Để ta. Thôi, vô đi, vô tỏ tình, vô tỏ tình. Bạn mèo xím ơi. Hả? Ủa? Bạn... Nói đi. Bạn ơi, mình... Không cần. Mình rất là thích bạn. Hôm nay mình đã chuẩn bị một bộ đồ thật là đẹp để mình đến đây để mình nói chuyện với bạn. Bạn thấy mình có đẹp không? Bạn nhìn như đồ bị khẩu quá. Ủa cái gì? Trời đất ơi, nghĩ sao người gì đâu mặc bông hoa màu vàng, mặc áo trái tim, rồi còn mặc váy, mặc giày xanh nữa, nhìn bạn ghê quá. Ủa, tính ra đồ này đẹp mà. Đẹp cái gì là đẹp, nhìn bạn như bị khùng vậy. Thôi, mình tưởng bạn đẹp trai phong độ lắm, ai ngờ cũng chỉ là con mèo bị khùng thôi. Bạn tránh ra mà đi về. Ôi, đây. Gì mà con mèo bị khùng? Bạn ơi, bạn ơi, để mình với. Chú con với. Bạn gì ơi? Trời ơi, rồi xong luôn, bạn ấy đi mất tiêu rồi. Ủa, sao tự nhiên? Ủa, con chuột. Sao ngươi chỉ ta mặc đồ này mà tự nhiên bây giờ bạn ấy kêu ta là con mèo bị khùng là sao vậy hả? Ngươi đứng lại cho ta. Ta không tin ngươi nữa. Con mèo bị lừa. Đứng lại. Con chuột kia. Trời ơi. Leo. Đồ ngu. Đứng lại cho ta. Trời ơi, con chuột đáng ghét. Ngày mà cũng đòi đi tỏ tình người ta. Trời ơi, đồ ngu. Trời ơi bạn ơi, không ngờ một con mèo như mình lại bị một con chuột lừa bạn ơi. Con chuột đáng ghét này. Một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi và ta sẽ nấu cà ri đồ con chuột đáng ghét. Trời ơi, tức quá. Thôi, kết thúc video tại đây luôn. Tôi từ nay tôi trở thành con mèo cô đơn rồi bạn ơi.